Chào mừng mọi người đã đến với kênh Radio Tâm Linh Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả rất quen thuộc với kênh của chúng ta Tác giả Đào Thị Thảo với câu chuyện Nhà xác. Tác giả Đào Thị Thảo thì không còn quá xa lạ Có rất nhiều tác phẩm như là trang điểm cho sách chết Rồi con quỷ trên cành tre Yểm bùa xác chết Rất là nhiều bộ chuyện hay Ngày hôm nay không biết bộ chuyện này của tác giả gửi đến cho kênh của chúng ta Mang màu sắc gì Thì mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây Hãy chào xin một like để kênh có thể phát triển hơn nhé khu vực của nhà xác bệnh viện lúc nào cũng vắng vẻ lạnh lẽo. Nó là địa chỉ mà không một ai muốn tới. Nhưng ông Hạnh thì khác. Năm nay ông đã chạm cái ngưỡng 60 tuổi, nhưng đã có thâm niên với cái nghề này ngót nghét 30 năm. Cái nghề dùng sòn phấn, mỹ phẩm để những người chết trở nên tươi tắn, có hồn như người còn sống vậy. Thậm chí là chấp phá những phần thi thể không còn nguyên vẹn. Ở đây người ta gọi ông là chuyên gia trang điểm cho xác chết. Mỗi lần nghe người ta gọi mình như thế, thì ông Hạnh ra điều hãnh diện lắm. Bởi với ông, đó là cái nghề mà ông vừa nuôi sống được gia đình, lại vừa tích được đức cho con, cho cháu. Ông Hạnh có cậu con trai tên Huân. Cậu Huân năm nay 35 tuổi, đã từng có một đời vợ và hai đứa con. Từ ngày vợ chồng Huân ly hôn tới giờ, thì Huân ở cùng với ông bà Hạnh. Thấy con trai ở nhà chơi bời lêu lỏng, tối ngày thì ông Hạnh phiền lòng lắm. Ông xin cho Huân một chân làm việc cho công ty môi trường và đô thị. Nói thì văn vẻ như vậy, nhưng thằng tuyệt ra thì ông Hạnh xin cho Huân một chân quét rác đường phố. Vốn là một người ngỗ ngược, lại mắc bệnh tâm thần nhẹ, nên Huân vào làm việc được mấy tháng thì gây gỗ với đồng nghiệp, rồi bị đuổi nghe tin con trai bị đuổi ông hạnh buồn lắm ông ngồi trên cái ghế đá cạnh nhà sát hút thuốc rồi nhìn xa xăm vào gốc cây bồ đề nhớ lại hồi còn bé huân vốn dĩ là một thằng bé khôi ngô tuấn tú rất ngoan ngoãn vì có độc nhất một đứa con nên hai vợ chồng ông luôn cố gắng làm việc để mai này con lớn lên sẽ không bị thiệt thòi với bạn với bè dù cố gắng làm bao nhiêu công việc nặng nhọc nhưng cuộc sống của gia đình ông cũng chật vật, chỉ đủ ngày ba bữa cơm. Nghe người quen giới thiệu cái nghề làm trong nhà xác này, ông đã thẳng thừng từ chối. Nhưng khi nghe đến mức lương, ông lại chẳng lưỡng lự mà đồng ý ngay. Từ ngày vào làm việc ở nhà xác, ngoài 8 tiếng ngủ ở nhà ra, thì đa phần ông ở lại đây. Ông không có thời gian ở cạnh quản lý Huân, nên Huân A-dua chơi bời, kết bạn thân với đám thanh niên đầu trộm đuôi cướp trong một lần đua xe huân bị hất văng xuống đất chấn thương vùng đầu dẫn đến tâm thần nhẹ cứ vài ba tháng huân lên cơn rồi đập hết tất cả các đồ đạc trong nhà huân lấy vợ được hai đứa con thì ông bà hạnh vui lắm nhưng chẳng được bao lâu vợ huân không chịu được cái tính khí của chồng nên viết đơn ly hôn rồi dắt hai con bỏ thi chẳng hiểu ngày hôm nay có phải là ngày đập trời hay không mà đã quá nửa chiều rồi, ông cũng chưa có cuộc điện thoại nào gọi lên nhận xác. Ông Hạnh xin phép được về sớm. Ngôi nhà của ông nằm trong khu ổ chuột ngay bên bờ kênh. Bờ kênh này lúc nào cũng có mùi thối thùm thùm do rác thải bị người dân xung quanh đổ xuống vô tội vạ. Về đến nhà thấy Huân đang tụ tập với vài tên thành niên đánh tán lả. Ông Hạnh điền lắm. Ông đi thẳng vào chỗ Huân, dùng chân bà sút tung cái sòng bài lên quát. Cút, cút hết chúng mày đi. Đám thanh niên thấy ông Hạnh về, thì chúng nó nhanh chân tản ra mỗi đứa một ngả. Còn lại mình Huân đứng đó, ông Hạnh chỉ thẳng mặt Huân mà nói. Mày không chịu làm ăn gì, thì cút luôn. Nhà này không chứa cái thể loại như mày. Huân nghe thấy thế thì hùng hạc đáp. Thả như ông, cho tôi vào nhà xác. Đằng này ông bảo tôi ra đường quét rác, tôi không làm nói rồi huân bỏ đi đêm xuống nằm vắt tên lên chán ông hạnh nghĩ đến câu nói của huân đúng vậy đã từng có đôi ba lần ông nghĩ đến việc đưa huân vào nhà xác để làm việc nhưng nghĩ đến những cái lạnh lẽo đã theo ông hơn nửa đời người thì ông lại không nỡ cả bản thân ông cũng nghĩ huân không đủ chữ tâm với cái nghề này nhưng biết đâu ông lại sai biết đâu rằng đây lại là cái nghề thay đổi được tâm tính của huân thì sao Ông còn nhớ, nhớ ngày xưa, hồi thằng Huân còn bé tí đã theo ông vào trong nhà xác trời. Những ngày đầu mới được con đến, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con nên ông Hạnh chỉ cho Huân chơi ở trước sân. Trời một mình thấy chán, Huân tò mò mến biết rõ công việc của bố nên rón rén tìm hiểu. Khác với những đứa còn nít, khi nhìn thấy xác chết đã khóc ré lên, Huân thì ngược lại, chẳng cảm thấy gì cả. Thậm chí những xác chết đang nằm ở đấy còn có phần thu hút Huân. Nói đi, nói lại, nó đi đến gần cái xác, đưa tay lên sờ sờ nắn nắn. Ông Hạnh nhìn thấy hành động của con thì có phần bàng hoàng lắm. Sau vụ đó, ông hạn chế đưa thằng Huân đến chỗ làm việc của mình. Sáng nay ông Hạnh dậy sớm hơn mọi ngày. Ông mặc bộ đồ chỉnh chu hơn mọi bữa. Ông đi đến bệnh viện nhưng lại không đi thẳng đến nhà xác nơi ông làm việc mà quẹo qué vào phòng của giám đốc. Thấy ông Hạnh, ông Thịnh chạy ra cười nói <cười> Chú Hạnh có khỏe không? Ông Hạnh nhanh miệng đáp Khỏe lắm giam đâu ạ Ông Thịnh cười tươi, chạy lại, nắm mạnh tay ông Hạnh mà nói Chú lạ thật đấy chú Hạnh nhỉ Tôi với chú làm việc cùng nhau ngót ghét 30 năm Cùng ở các bệnh viện bé tí bé tẹo này Mà xem chừng một năm, đụng mặt nhau chưa đến hai lần với giọng điệu khách sáo, ông Hạnh trả lời. <laughs> vâng, chỉ gặp nhau được đêm tất niên với ngày 27 tháng 2, ngày nhà thuốc thôi ạ. À. Vậy là tôi biết, hôm nay chú đến tìm tôi có việc quan trọng rồi. Chú vào đây, vào đây, uống cốc nước chè, rồi ta nói chuyện. Ông Hạnh đạp chân chống xe rồi đi vào phòng giám đốc. Ông Thịnh rót nước chè, mới pha vẫn còn nóng hồi, đầy về phía ông Hạnh chú ông đi Chú đến đem tin vui gì cho tôi Chứ đừng có đem tin buồn nha. Giờ mà chú xin nghỉ là tôi cũng tử chức luôn đấy Ông Hạnh như sợ ông Thịnh hiểu lầm ý mình Cất giọng nói ngay Khi ông Thịnh còn chưa kịp dứt câu à, không, không phải đâu giám đốc Tôi... À, tôi... Nói đến đây ông lại ngập ngừng Đúng là ông đã từng làm ở cái bệnh viện này 30 năm rồi nhưng chưa bao giờ mở lời nhờ và ai thiểu gì cả. Đặc biệt là với giám đốc Thịnh. Ngày ông Thịnh mới là bác sĩ thực tập ở các bệnh viện này, thì ông cũng chỉ mới làm việc ở nhà xác được vài tháng. Ngày ấy bệnh viện còn sơ sài lắm, thiếu thốn đủ tứ, điện đóm cũng không đầu vào đâu. Ông còn nhớ như in cái ngày bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ Thịnh chết. Ông là người đẩy xác bệnh nhân xuống nhà xác để tắm rửa. Nhưng ông Thịnh không cho, Ông Thịnh cứ nhún lên người bệnh nhân để hô hấp đến mức chiếc áo và lưu trắng của ông ướt đẫm mồ hôi. Ông nắm vai ông Thịnh mà nói Chết rồi bác sĩ ạ. Vừa nói chất cầu thì bác sĩ Thịnh bật khóc. Ngày ấy ông còn nghĩ rằng người công tử như ông Thịnh đây không hợp làm bác sĩ. ấy vậy mà thấm thoát cũng đã hơn ba chục năm rồi. Thấy ông Hạnh ấp úng thì ông Thịnh đặt tay lên vai ông Hạnh mà nói chú Hạnh cứ nói đi, tôi giúp được, nhất định sẽ giúp. Ờ, à, vâng. Tôi muốn xin giám đốc cho thằng Huân con tôi vào làm việc ở nhà xác. Ông Hạnh vừa dứt lời thì ông Thịnh vỗ tay vào đùi cười ha hả khoái chí lắm. Trời đất ơi, quá tốt, quá tốt chú Hạnh ạ. À. Tôi đang đầu đầu về cái nhà xác đây. Chú là chú cũng biết, ai vào làm cũng chỉ được hai tuần lạc nghỉ. Cái này tôi phải cảm ơn chú nhiều lắm. Thế bao giờ thằng Huân đi làm được? ờ thẳng huân nó đang thất nghiệp bao giờ cũng có thể đi làm được giám đốc cả vậy thì chú sắp xếp thằng huân thứ hai đầu tuần đi làm nhá ông hạnh không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như thế ông đứng dậy chào ông thịnh rồi đi qua bên phải phía bên nhà xác làm việc tâm trạng của ông hôm nay vui lắm thời gian trôi qua huân vào nhà xác làm việc cũng được hai tháng Ông Hạnh và Huân được phân công làm hai ca thay phiên nhau. Ông Hạnh trực ca ngày, Huân trực ca đêm và hết hai tuần đổi ngược lại. Ông thấy Huân đi làm đúng giờ giấc, lại thường xuyên học hỏi cách trang điểm, cách sơn móng tay móng chân. Khi gia đình người đã khuất yêu cầu thì ông vui lắm. Huân bây giờ đã tu trí làm ăn rồi. Về phần mình thì Huân lại tìm thấy công việc hợp với mình. Huân cảm thấy hứng khởi với công việc đầy thử thách này. Hôm nay Huân được phân công trực ca đêm. 7 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, Tiểu Huân đến bệnh viện thay phiên trông hạnh để ông ấy về nghỉ. Phòng làm việc của Huân chỉ là một phòng nhỏ kê được chiếc giường, nằm trên giường nhìn ra cửa sổ vắng lặng. Chọc chọc, lại có tiếng chìm vỗ cánh, tiếng gọi nhau của lũ mèo hoang. Vừa thiếp đi vào trong giấc ngủ, thì có điện thoại báo. Alo, anh Huân, lên khuê nhận xác nhé nghe nhắc đến khu e huân nhoèn miệng cười bởi khu e là khu điều trị cho những người bệnh tim mà chết vì tim thì xác vẫn còn lành lặn không giống những khoa cấp cứu toàn chết vì tai nạn xe cộ khác không còn nguyên vẹn hay như khu xe điều trị ung thư chết rồi mà cái xác cứ trông phành lên có cái héo hon chỉ còn ra bọc xương nhìn hãi lắm Đẩy cabin đến khu e trước khi ký giấy vào biên bản nhận xác như thói quen, Huân còn liếc mắt nhìn dòng chữ gắn ở cuối giường. Bệnh nhân Hồ Minh Nguyệt, 22 tuổi. Ở cái nhà xác lúc này, chỉ có Huân và cái xác được Huân đẩy xuống. Thời gian đầu mới vào làm, Huân được cái xác nào là Huân kéo tấm vải đẩy ý kín cái xác bệnh nhân cái dệt. Rồi không kịp hoàn hồn khi nhìn thấy những phần thi thể rụng rời nhão nhẹt, không lành lặn. Như đã có kinh nghiệm Lần này Huân không hấp tấp vội vàng mà từ từ lật tấm vải trắng đang được đậy trên xác chết già. Điều đã biết, xác chết này là một cô gái tình nguyệt 22 tuổi. Nhưng khi nhìn thấy Nguyệt, Huân như bị câu hồn đoạt phách. Huân đứng như chết chân nín thở nhìn ngắm Nguyệt. Nguyệt đẹp lắm, một vẻ đẹp khó có thể miêu tả được. Nguyệt đã chết, nằm đó, nhưng đẹp như một bức tranh vẽ về một cô gái đang nằm ngủ vậy. Huân nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân trên sắc nguyệt ra mà tắm rửa. Cúc áo mở đến đầu thì thân hình mỏng manh như băng, sạch như ngọc của nguyệt được mở ra đến đấy. Khi cúc áo thứ ba được mở ra để lộ ra cặp ngực trắng ngần săn chắc mềm mại của nguyệt. Nhìn thấy cặp vũ của người con gái mới ngoài đôi mươi, đang nhấp nhô trong vạt áo, thì Huân không kìm lòng nổi nữa Huân cho hai bàn tay vào mà nhào Mà bóp cặp vú đã lạnh như băng của Nguyệt Như chưa thỏa mãn Huân cởi vội chiếc áo trên xác Nguyệt ra Rồi mân mê sờ soạn khắp cơ thể cô Huân nhắm mắt cúi xuống Hôn lên cái sắc lạnh lẽo Một cách ngấu nghiến Rồi tụt người xuống hôn lên cặp vú của Nguyệt Bàn tay Huân vẫn mân mê sờ soạn khắp thân xác, rồi tụt quần Nguyệt xuống mà lê chiếc lưỡi bẩn thỉu của mình hôn từ cổ xuống đến gót chân, Lúc này tiếng gió cuộn cào như đang pha với tiếng mèo ré lên dành mồi làm cho Huân tỉnh lại. Huân lại thấy những điều đó như đang cổ vũ mình. Nghĩ thế, Huân tụt quần nhảy bổ lên cabin rồi cho cái thứ bẩn thỉu của mình vào giữa háng của Nguyệt mà nhún. Vừa nhún, Huân vừa bóp. Cái xác rồi hét lên những kêu bệnh họa. Trong cuộc hoàn lạc ấy, sau khi đất sông xuôi có nằm vệt trên xác của Nguyệt mà thở hổn hển. Vài phút sau, như sợ điều gì đó, Huân bước xuống tắm rửa cho cái xác thật sạch sẽ, rồi đẩy vào trong phòng lạnh. Sau đó Huân về phòng, nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Đang thiêu thiêu ngủ, Tiểu Ân nghe có tiếng bước chân của anh nhẹ như rõ, dẫm vào lá cổ ngoài cửa. Giọng nói của con gái vang lên thì thầm trong gió. thằng khốn huân nghe tiếng nói vằng vẳng bên tai nhiều lúc rõ ràng lúc lại như gió rít qua khe cửa rồi vụt tắt làm ở cái nhà sắt này nghe nào mà hắn chẳng nghe thấy đầy rẫy những tiếng nói lạ nghĩ thế huân tặc lưỡi rồi vắt tay lên trán nhớ lại khung cảnh hắn cưỡi lên xác của nguyệt vùng vẫy hắn mường tượng ra cả tỷ thứ lãng mạn hắn sẽ làm cho nguyệt nếu như cô vẫn còn sống Nghĩ vậy, hắn thấy mình thật tử tế. Hắn nhòe miệng cười, một nụ cười sảng khoái, như muốn khoe với cả thiên hạ rằng mình đã chiếm được một thân xác của một cành vàng lá ngọc. Đang vắt trần hình chữ ngũ ngoài ngoài khoái trí, thì ở ngoài cửa sổ, có người hỏi vọng vào bằng cái giọng văng vẳng, âm âm khiến hắn giật mình. Anh ơi, em đi lạc rồi giúp em một chút được không? Hắn quay mình, là một cô gái đẹp như trong tranh vậy, bộ trang phục quá đỗi mắt mẻ Còn người hắn càng già, nhìn chăm chăm vào khai ngực của cô gái, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi hỏi: em đi đâu mà lạc? Cô gái nhẹ nhàng trả lời: dạ, à, em đi đến cô nhà em mà bị lạc qua đây à? Hắn đứng bật dậy với tay lấy cái áo khoác và chiếc đèn pin nâng để trên bàn rồi đi ra cửa sổ chỗ cô gái đứng. Hắn cười cợt nhả nói với cô gái. em ăn mặc thế này thì ối thẳng muốn đi lạc vào vài chục vòng cho tụi nó ngắm mấy chứ. Cô gái quay qua nhìn hắn đồng đưa nhưng em chỉ thích đi lạc qua chỗ anh thôi. Trên đường dẫn cô gái qua khu e, nghe cô gái nói, thế là hắn tủm tỉm cười. Sống trên đời này 35 năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu nói ngọt ngào từ một người con gái đẹp như thế. Hắn quay qua hỏi cô. Em với anh có quen nhau không nhỉ? Anh thấy em quen quen. Cô gái cười đáp. Thế à? Em lại không thấy anh quen. Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ, thì hắn nghe tiếng chuông điện thoại reo ở phòng xác. Hắn đưa tay chỉ cho cô gái. Em đi thẳng, dễ phải Rồi rẽ ép vào cái kia kìa. Đấy là đến khu hè. E. Anh phải về làm việc đây. Bái em nhé. Nói xong, hắn chạy thục mạng về phía nhà xác, miệng lầm bầm chửi. bạn tổ sư trao cái điện thoại. Kêu lúc nào không kêu Kêu đúng cái lúc này Tiếng chuông điện thoại vẫn dèo Hắn thở hồn hển nhấc máy Rồi nhấc đi nhấc lại ba bốn lần Alo Alo Phòng sát nghe Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời Hắn định cúp máy Thì nghe thấy giọng khóc thút thít Ai đây Hắn hỏi Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn Nhưng vẫn không có ai trả lời Đột nhiên có giọng nói như hét vào đường dây Thằng cốn. Rồi cúp máy kết phục Hắn chưa hiểu ra chuyện gì Thì giọng nói sau lưng Thì thầm từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia Thằng khốn Hắn giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất Hắn quay lại nghe đằng sau Rồi thì chạy sọc sọc ra ngoài cửa tìm kiếm xem đứa nào Dám chơi cái trò hù dọa hắn cầm chiếc đèn pin đi một vòng quanh kiểm tra, soi vào cái đồng hồ để xem bây giờ là mấy giờ. Hắn bực bội nói. Vậy đó, chưa ngủ đã bà giờ sáng. Bà giờ sáng là cái giờ mà hắn phải dậy, Đào một vòng qua bên kho lạnh để kiểm tra xác chết. Hắn thở dài một hơi rồi đi thẳng lại kho lạnh, mở cửa kiểm tra. Một phần vì lười, một phần vì nghĩ, chẳng cần thiết nên hắn không bật công tắc đèn. Hôm nay ở đây chỉ có xác của Nguyệt. Hắn lấy đèn pin dọi thẳng vào trong nhà xác. Cái ngăn, chỗ để Nguyệt. Quái lạ. Rõ ràng lúc đẩy xác cô vào ngăn kéo, hắn đã bấm chốt khóa lại. Sao bây giờ cái chốt lại bung ra, khiến cho cái cáng chứa xác Nguyệt bị tụt hẳn ra bên ngoài đến gần một nửa. Hắn cần đèn pin đi thẳng lại chỗ hốc đẩy cáng. Đẩy vào, rồi lại cài khóa. Hắn vừa quay lưng đi, thì tiếng chốt lại bung ra cạch một tiếng khiến hắn giật mình. Hắn cứ ngỡ là cái chỗ này nó bị hư, nên tiếm lại kiểm tra. Cái khóa không hề hư hỏng. Đột nhiên, hắn bị giật mình vì có tiếng thở gấp sau lưng. Hắn quay lại, cầm đèn pin soi xung quanh căn phòng lạnh. Đèn pin dừng lại ở góc tường, gần cánh cửa ra vào phòng xác. Có đó đang đứng úp mặt vào trong tường, tóc dài ngang lưng, bộ quần áo màu trắng phủ từ vai xuống đến gót chân, tay lạo xạo cào lên tường hắn lao lại bật cái công tắc đèn lên thì không thấy gì cả hắn lầm bầm điêu mẹ ba giờ sáng chưa được ngủ hoa hết cả mắt hắn cả lại cái khóa một lần nữa rồi ung dung về phòng đi ngủ trong giấc ngủ hắn vừa thấy cô gái đứng bên cửa sổ chạy lại bên hắn cô ấy đè hắn xuống mà hôn hít cái cảm giác bị thụ động trong tình dục mà hắn khao khát bấy lâu nay lại được gặp trong giấc mơ. Cô gái dùng mười đầu ngón tay mòn trốn thân xác hắn, khiến hắn ngây ngất đến điền dại. Hắn luồn tay vào trong áo cô, rồi bóp lấy cặp vú vừa săn chắc vừa mềm mại của cô. Hắn ôm nghỉ lấy cô, giặt phăng chiếc áo mỏng manh trên người cô ra, rồi vụt đầu vào hai vú cô mà mơn trốn. Hắn bế bỏng cô lên, rồi tục quần cô xuống. Cô gái cản hắn nói. Chậm thưa anh. rồi cô dùng sức ghi hắn xuống cô lẹ cái lưỡi trên bụng hắn mà hôn từ chắn xuống bụng hắn dùng hai tay dí đầu ghi đầu cô mà kêu xuống đi xuống nữa đi em cô gái hồn rốn hắn lê cái lưỡi xuống đóng lâm rộng rạp của hắn hắn vừa như muốn nhắm mắt tận hưởng vừa như muốn mở mắt nhìn cái cảnh mà hắn hằng hào ước hắn nói ngọc mặt lên cho anh nhìn em nào Cô gái vừa ngẩng mặt lên, hắn liền đạp cô lăn xuống đất. Khuôn mặt cô trắng vành tạch để lộ rõ những đường gân xanh lè lè. Ánh mắt màu trắng đục lóe lên một chút gì đó màu đỏ đầy giận dữ. Nhưng cô đã kịp dùng hàm răng sắc nhọn của mình như là hai lưỡi dao làm cắm phật vào cái của quý của hắn, khiến cho hắn đau đớn vô cùng. Vừa lúc đó, hắn tròn tỉnh. Thì ra có điện thoại bên bệnh viện báo, có người nhà của Nguyệt đến nhận xác cô. Hắn thở vào nhẹ nhõm, vì đây chỉ là một giấc mơ. Trong lúc chờ người nhà của Nguyệt xuống nhận xác, thì hắn đứng dậy đi tìm chiếc áo để khoác. Hắn vừa đứng lên, thì có cảm giác đau bút nơi của quý. Người nhà của Nguyệt đến nhìn thấy, hắn gật đầu chào thay lời cảm ơn. Cô y tá cầm theo một đống giấy tờ giới thiệu. Đây là cậu Uy, là anh trai của cô Nguyệt. Hắn lấy qua bộ đồ Uy đã mặc rồi cười tìm tìm. Hắn nghĩ bộ đồ mặc nhìn biết người có tiền Chắc lát nữa cũng rúi vào tay mình chiếc phong bì thầy cho xem Nghĩ thế hắn rồng sáo Dắt uy đến phòng lạnh Luôn miệng nói Sao của Nguyệt Tôi đã tắm rửa cẩn thận Anh thấy cô ấy còn trẻ Nên vẽ cả móng tay, móng chân Mặc dù người nhà không yêu cầu đấy Khuôn mặt uy đầy đau khổ Anh chẳng quan tâm đến những gì hắn nói Hắn mở khóa phòng lạnh rồi quay lại nhìn Uy. Chú mày vào trong đi. Uy nhìn theo hướng tay hắn chỉ, rồi hét lên đầy kinh hãi. C cái gì kia? Hắn quay nhanh mặt về hướng phòng lạnh. Học tủ của Nguyệt đã bung cái chốt đẩy cáng của Nguyệt rơi xuống đất, khiến cái xác nằm sóng xoài trên mặt đất, để lộ toàn bộ khuôn mặt trắng rã. Vì nằm trong khô lạnh, hai con mắt mở trừng trừng. Hắn hấp tấp chạy lại kiểm tra, rồi nhanh tay nấp tấn vải che khuôn mặt nguyệt lại ôm cái xác để lên cán hắn quay lại giải thích với uy với cô y tá rằng ờ do cái chốt cải bị hư cô y tá thấy cảnh tượng ấy thì bối rối lắm cô đứng sát vào góc tường nơi gần cửa ra vào cô nhìn thấy dòng chữ ngang tầm mắt trên góc tường Thằng khốn tám giờ sáng ông hạnh đến nhà xác thay ca cho hắn thấy hắn mệt mỏi ngắp ngắn ngắp dài thì ra điệu lo lắng hỏi đêm qua không ngủ hay sao mà tắm giờ sáng còn ngáp hắn chở nó nói câu gì chị lắc đầu nhẹ rồi ký vào giấy giao ca đi về đường từ bệnh viện về nhà chỉ vỏn vẹn chưa đầy sáu cây số trên đường về nhà còn chừng ba cây thì đột nhiên hắn mất tiểu nhà số xe phóng nhanh về nhà nhưng cái bụng cứng lại khiến hắn không chịu nổi nữa. Hắn gạt chống rè, rồi chạy vào gốc cây ven đường, vắng lặng mà vạch của quý giả đái. Ứng từng hầm nhìn trời nhìn đất năm bảy phút, dặn mãi chẳng ra giọt nào. Bụng thì càng lúc càng buốt cứng lên vì tàu. Hắn chẳng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra với mình, hay do bản thân chẳng đái bệnh bên ngoài bao giờ, nên thằng cu của hắn không chịu nghe lời chăng? Nghĩ thế, hắn nhịn đau đớn lên xe phóng ù về nhà. Về đến nhà hắn chẳng kịp dựng chống xe mà phi ngay vào nhà xí Hắn lại đứng tưng hừng ở đó tầm 10 phút, làm đủ mọi tư thế. Hết đứng, rồi ngồi, rồi lại đứng, lại ngồi, mãi vẫn cổng đái được. Lúc này hắn mới cúi xuống kiểm tra của quý của mình xem có bị cái gì. Thì hắn giật mình thẳng thốt khi của quý của hắn có vết cắn khá sâu. Cái vết cắn ấy xem chừng còn mới lắm, hắn cố lục lại trí nhớ của mình để xem ai đã cắn hắn. Đang suy nghĩ vẩn vờ, thì cơn đau từ bọng đái lại xuất hiện, khiến người hắn bứt rứt đến tề bút. Hắn dáng hết sức, lê ra khỏi nhà sĩ. Rồi, với giọng vào nhà gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Hạnh từ trong bếp chảy ra, thấy khuôn mặt đau đớn của con trai, thì lấy làm lạ, vô vập hỏi. Ô, sao sao thế hả con? hắn nhăn nhó ôm bụng mà trả lời chữ được chữ mất. tôi, tôi, tôi mắc đái. bà hạnh ra chiều bất ngờ lắm. Đ, đ, đái thì vào nhà xí mà đái. tôi, tôi mắc đái mà mà không đái được. bà hạnh thấy khuôn mặt đau đớn của hắn thì nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn bà tưởng. bà qua bên hàng xóm gọi xe ôm chở hắn vào bệnh viện rồi đánh điện báo chồng hạnh biết. Sau khi được bác sĩ thông tiểu, thì qua mặt hắn sảng khoái hơn hẳn. Hắn vảnh mặt lên đi về. Hắn nằm vật ra giường, nhắm mắt miền man, chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màn, giữa tỉnh và mơ, hắn thấy rõ có ai đó đi gần chỗ hắn cúi xuống, thì thầm vào tay. Thằng khốn! Sau đó, người đó đi lại cúi giường nhìn chằm chằm vào hắn. Rồi, sau đó đờ, đưa lên, đưa lên cao, một con dao sáng loáng nhọn hoắt nhắm vào giữa háng của hắn mà bổ xuống. Hắn tròn tỉnh mở mắt ngồi bật dậy, tìm khắp căn phòng của mình, xem ai, ai là người to gan định giết hắn cơ chứ. Hắn điên cuồng lật tung chiếc giường lên quát. Con giỏi, mày ra đây! Nói rồi hắn đập phá mọi thứ trong căn phòng. Bà Hạnh thấy con như vậy thì sợ lắm. Bà gọi điện báo chồng Hạnh biết Về, về nhanh ông ơi Thằng Huân nó lại lên cơn rồi Nói xong Bà chạy lại ăn ủi con Sao vậy con Bình, bình tĩnh đi con Hắn thấy bà Hạnh chạy lại Thì lấy tay bóp mạnh cổ bà Nhóc lên ném phịch xuống sàn Bà Bà định giết tôi đúng không Bà Hạnh đau đớn nhằn nhó Nghe con trai nói thế thì bật khóc Con ơi Bình tĩnh đi con Hắn nghe thấy tiếng bà Hạnh than khóc Thì dần dần tỉnh lại Ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển Ông Hạnh về đến nhà đưa cho hắn vài viên thuốc an thần Mà hắn vẫn uống Sau mỗi lần đánh cơn Rồi lại ngủ thiếp đi Gần 7 giờ tối Hắn tỉnh giấc Vì đói Tính ra cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì cả Hắn chạy xuống dưới bếp Vét tô cầm nguội ăn ngấu nghiến rồi tắm rửa chuẩn bị đi làm lúc tắm hắn cúi xuống kiểm tra lại cái của quý của mình khi bị nước xả vào hắn cảm thấy sót và nhức lắm hắn thấy chỗ bị cắn đã mưng mủ và dỉ nước vàng vàng thì trong lòng đầy lo lắng đang đầm chiều suy nghĩ thì tiếng bà hạnh vang lên huân ơi đến giờ đi làm rồi con Tính gọi cơm áo gạo tiền đưa hắn quay về với thực tại. Đến nhà xác, hắn ký giấy nhận cà. Nói chuyện với ông Hạnh vài ba câu rồi vào vị trí làm việc. Sau một giấc ngủ dài của buổi chiều hôm nay, thì giờ hắn tỉnh táo lắm. Hắn đốt điện thoại xem thông tin báo đài, thể giết thời gian. Rồi ra căng tin mua ly cà phê đem về phòng, đồng đỉnh nhâm nhi. Đêm này khu vực nhà xác thật yên ả. Tiếng gió thổi, làm lá cây rung lên khe khẽ. Lâu lâu, lại có tiếng con mèo hoang vờn nhau nghe thật quen thuộc chuồng điện thoại vang lên hắn nhổm người dậy nghe máy alo phòng xác nghe đầu dây bên kia đáp đến khu E nhận xác anh ơi hắn cúp máy rồi tất cả đẩy cabin qua khu e khu e hôm nay vắng vẻ lắm đi từ tầng trệt lên tới tầng ba mà hắn không đụng mặt người nào hắn đẩy cabin đến giường số 6, trên tầng 3. Cái giường mới hôm qua, hắn cũng đến nhận xác, thì gặp cô hộ lý. Nhìn thấy cô hộ lý hắn tươi cười, cười vì nhận ra là người quen, mới bị lạc đường. Ồ, em làm ở đây à? Dạ, em mới vào đâu đây, được mấy ngày. Nghe thấy thế hắn trách cô. Vào mấy ngày rồi, mà còn lạc đường. Vừa nói, hắn vừa cầm bút ký vào biên bản nhận xác. Trước khi đẩy cái xác chết đi, hắn quay qua hỏi cô hộ lý. Em tên gì đấy? Cô hộ lý vừa đã tay chỉ vào bảng tên, vừa cười nói. Em tên Nguyệt. Hắn cười tươi như hoa rồi nói. Nguyệt à, bữa nào đi uống cà phê với anh nhé. Nhà xác lúc này lại chỉ có mình hắn và cái xác đang nằm kia. Vẫn quy trình cũ hắn từ từ vén tấm vải trắng đang được đậy trên xác bệnh nhân ra. Cái xác vừa được mở ra thì hắn ngờ ngợ, phát hiện ra điều gì đó. Không đúng, rồi kéo thật nhanh toàn bộ tấm vải xuống. Cái xác không ai khác, chính là hắn. Hắn rú lên rồi ngồi bật, sau đó lại bật nhanh bỏ chạy. Nhìn tờ viên bản xác chết ghi thông tin. Trần Văn Huân, 35 tuổi. Hắn dừng sốt đến tột độ, rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà xác. Vừa chạy, hắn vừa ngoái đầu nhìn lại vào cánh cửa nơi đang chứa xác của mình rồi xô ẩm vào cô hộ lý tình nguyệt hắn thấy cô người thì hét lên mày mày làm gì tao cô người phá lên cười một giọng điệu cười rất ma mị rồi biến thành một con man nữ tóc dài với khuôn mặt trắng bệch nổi đầy gân xanh còn ánh mắt thì một màu trắng xóa cô nhìn thấy hắn rửa quát <laughs> phải trả giá Nghe xong câu nói ấy Hắn lị đề Trong đồng hồ báo thức lúc 3 giờ sáng Khiến hắn tròn tỉnh Hắn thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường Thì thở phào nhẹ nhõm Ngày quá Mình nằm mơ Theo thói quen Hắn ngồi dậy mặc áo khoác cầm đèn pin đi quanh khu vực kiểm tra Nhưng hắn giật nhớ ra Hôm nay không có cái xác nào cả. Hắn định cởi áo đi ngủ tiếp Thì cơn mất tiểu lại xuất hiện Hắn đi ra nhà vệ sinh Đứng tần ngần 10 phút mà không đi đái được Đã thế, của quý của hắn Lại bị đau nhức hơn ngày sáng Hắn nghĩ hắn nên quay về phòng Đợi trời sáng Rồi đi tìm bác sĩ Hắn vòng ra phía sau nhà vệ sinh Rồi tạt qua nhà xác Để đề phòng cho nhanh Khi đi ngang qua nhà xác Thấy đèn chưa tắt Hắn đi nhanh lại Nhòm vào bên trong thì thấy ở giữa phòng có cái cabin. Trên cabin đầy những chiếc lá khô hôi hám bẩn tiểu. Hắn đi lại gần thì hoảng hốt bỏ chạy. Không, thì ra hắn không nằm mơ. Hắn đang cắm đầu cắm cổ chạy thì nghe thấy người gọi. Huân ơi! Huân! Đó là cô Lợi. Cô Lợi làm lao công ở cái bệnh viện này cũng gần chục năm. Cứ 5 giờ sáng là cô đến khu nhà xác để quét dọn lá cây hắn không bao giờ để ý đến sự có mặt của cô. Thậm chí, hắn còn có chịu với cô, vì lần nào gặp, cô cũng cười cười, hỏi thăm hắn vài câu. Giờ nghe thấy tiếng cô, hắn lại thầm biết ơn. Hắn đang nhìn dấu rác xung quanh để tìm cô, thì trên cây bồ đề, cô cất tiếng. Cậu Huân, may quá, tôi đang không biết nhờ ai, thì gặp cậu. Cậu giúp tôi cầm cái đầu sợi dây thừng này với. Hắn đứng lên, làm theo quán tính nhưng chẳng để ý đến những gì cô lợi đang làm. Vừa răng dây lên cây bồ đề, cô vừa giải thích. À, cái gốc cây bồ đề này yếu lắm rồi. Tôi sợ nó không chịu được lực mà bật gốc thì chết phí lắm. Cậu xem có phải nó ngả hẳn qua một bên không? Chỉ cần cậu trào lên là nó bật gốc ngay. Có đúng không cậu? Huân! Cậu Huân! Cậu có nghe tôi nói cùng đây, Hắn đang ngó trước ngó sau để tìm con ma nữ kia. Hắn sợ con ma sẽ thỉnh lình xuất hiện ở bất cứ đâu, rồi đưa cái bản mặt trừng in trắng xóa ra mà hù dọa hắn. Tiếng gọi dồn dập của cô lợi khiến hắn quay lại với thực tại. Hắn trả lời. Ờ, à, ờ à, vâng. Cô lợi buộc xong cành bồ đề thì tụt xuống lấy chổi quét sân. Miệng cô cứ nói luôn hồi, làm cho hắn lấy lại bình tĩnh dần. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đàn bà lắm mồm, lại khiến cho người ta dễ chịu đến thế. Hắn cho hai chân lên trên ghế, rồi gục đầu xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trời đất tầm mờ sáng, tiếng chim sẻ chứa rít gọi nhau đi tìm bồi. Xà xà, tiếng người cười nói văng vẳng bên tay, khiến hắn giật mình. Người hắn ướt đẫm mồ hôi, hắn bị sốt, lại mắc tiểu nữa. Hắn cứ rên gù gù trong bụng, rồi um đũng quần, chậm rãi từng bước bước ra nhà vệ sinh, Hắn đứng cởi quá quần, lôi cái củ quý của mình ra, nhưng hắn đau. Tay hắn chạm phải cái chất gì nhầy nhầy nhớt nhớt. Hắn đưa lên mũi người, thì có mùi khắm khắm, tành tành. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi tụt hẳn quần xuống để kiểm tra. Cái của quý của hắn bị chảy mổ ướt đẫm cả quần. Cái thứ mổ trắng vàng lại pha chút màu đỏ của máu khiến hắn sợ. Nhưng trước nhất, hắn nên đi đáy, vì bọc đái đã tức lắm rồi. Hắn đứng lên mặt giận mãi, vẫn không làm sao mà đái được. Hắn móc điện thoại trong túi già, gọi cho ông Hạnh, nhờ ông đến sớm thay ca để cho hắn đi lên khám. Ông Hạnh tất thả chạy đến thì hắn đã lên trên khu trên khám bệnh. Vừa đi, hắn vừa sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình. Hắn lẩm bẩm. Nguyệt à, nghe quen lắm, rõ ràng quen lắm. Cần đến khu cấp cứu, hắn à lên một tiếng thật to như vừa phát hiện ra điều gì đó hắn hét lên là chứ là nó cái cái xác mình đã hắn chỉ kịp biệt miệng lại vì xung quanh hắn lúc này rất đông người đầu óc hắn đảo như răng lạc sau khi tìm ra câu trả lời cho những điều ma mị hắn đã gặp phải trong hai ngày vừa qua trong lòng hắn càng cảm thấy sợ hơn đến khu cấp cứu hắn trình bày sự việc vừa trình bày hắn vừa nhìn ngó qua trái qua phải rồi cả đằng sau hắn luôn luôn có cảm giác ai đó đang theo hắn vậy để ý từng hành động của hắn một phần vì hôm qua hắn đã đến đầy khám phần vì là người làm trong bệnh viện nên hắn không phải đợi lâu sau khi thăm khám bác sĩ kết luận hắn bị tắc đường tiểu với lý do nhiễm trùng bác sĩ khuyên hắn nên nhập viện nhưng hắn nói hắn làm việc ở đây nếu có gì cấp bách hắn sẽ chạy lên phải nhủ không được bác sĩ đành thông tiểu và phát thuốc cho hắn. Trước khi ra về, bác sĩ cẩn thận căn dặn hắn đủ điều. Bước chân ra khỏi phòng cấp cứu thì trời cũng đã gần trưa, nhưng hắn không về nhà mà quay lại nhà xác gặp ông Hạnh. Ông Hạnh vừa thấy hắn đã chửi. Cả đêm trực không có kết xác nào. Hà cớ gì mày lôi cái cabin chất đầy lá lên đấy làm gì? Mày rảnh quá, đâm ra đầu óc có vấn đề à? Hắn không cự cãi như mọi lần mà nhăn nhó đi thẳng lại chỗ ông ngồi xuống nói tôi bị đau đớn như thế này mà còn rảnh lôi ra được hay sao hỏi thăm một câu cũng không có cứ gặp là trời gặp là trời không hỏi nguyên do tôi bị dở mà tôi đem lá cây chất lên cabin làm gì ông hạnh nghe con trai nói thì hỏi thế mày bị cái gì tôi bị nhiễm trùng cái chỗ đấy đấy tắt đừng tiểu Ông Hạnh nghe thấy thế thì vẹo vặt. Nhiễm trùng cái chỗ đấy. Mày làm cái gì mà để nhiễm trùng? Chắc tay trời gái tầm bệnh tầm bạ, lây bệnh chứ gì? Hắn vẫn còn sốt nền mệt, không còn hơi mà cự cãi với ông Hạnh. Hắn tính hỏi ông vài câu, nhưng khó mở lời. Vì mới cách đây hai tháng thôi, hắn mới vào làm. Ông Hạnh căn dặn đủ điều vì thế giới tâm linh không đùa được đâu. Nhưng với bản tính lì lợm, hắn chẳng thèm nghe hắn còn hùng hổ tuyên bố chết là hết giờ nghĩ lại chuyện đó càng khiến hắn khó mở lời hơn cuối cùng hắn quyết định đứng lên đi về do chỗ của quý đầu không thể ngồi xe hắn đành gửi xe từ bệnh viện rồi đi bộ về nhà lúc này hắn vẫn còn âm âm sốt trời giữa trưa thì nắng như đổ lửa cơn đau nhằn nhó hắn cứ lững thững đi ra đến cổng bệnh viện thì hắn gặp cô lợi thấy cô lợi tại thời điểm này hắn lại đem lòng khó chịu Hắn lờ đi vờ như không thấy cô Thì cô lợi gọi hắn Cậu hôn Cậu bị cái gì thế Nãy giờ tôi thấy cậu đi vào phòng cấp cứu hả Hắn trả lời cho qua chuyện Con đi khám tổng quát Thôi con về ạ Cô lợi lại gần hắn Nghe thấy cậu trả lời Cô đưa tay lên đánh vào vai hắn Cậu đùa à? Ai đời đi khám tổng quát lại vào phòng cấp cứu bao giờ? Tôi biết hết rồi. Cậu đợi tôi lấy xe tôi chở cậu về. Hắn toàn cất giọng từ chối, nhưng nghĩ như thế cũng tốt, nên hắn đứng trước cổng chờ. Một lúc sau cô đi ra, trước khi hắn lên xe, cô rú vào tay hắn tờ giấy màu đỏ đã được cấp lại cẩn thận, cô nói. Bùa đấy, bùa trừ tả đấy. Tôi biết đêm qua cậu gặp ma, cậu cầm lấy, có tác dụng đấy. Hắn đang chờ với trong sự tìm ai tâm sự Nghe được cô Lợi nói vậy, hắn tròn xoay hai con mắt ngạc nhiên. Ờ, sao, sao cô biết? Tôi biết chứ. Tôi biết cậu còn đang bị con hoa nữ. Nó đến đòi nợ cơ. Cậu nói của cô Lợi khiến hắn giật mình khiếp sợ lắp bắp. N nó đòi nợ con á? Cô Lợi lái xe nhưng không quay lại mà hỏi. Cậu nợ cái gì nó thế? Câu hỏi của cô khiến hắn suy nghĩ Chẳng lẽ Hắn lại đi nói cái việc Mà hắn hiếp dầm xác chết ra đây Hắn đành trả lời chống chế Còn nợ cái còn bại gì nó chứ Câu chuyện đang diễn ra thì xe dừng lại Đến nhà cậu rồi Cậu xuống đi Ồ cô Sao cô biết nhà con vậy Trời Tôi làm chung với bố cậu gần chục năm Đến nhà chậu chơi mấy lần Không lẽ không biết nhà cậu với câu trả lời đầy thuyết phục ấy, hắn chỉ có thể gật cù cho qua rồi xuống xe. Trước khi vào nhà, hắn quay lại hỏi cô. Cô ơi, cô có biết ai đó bị ma cắn chưa? Chẳng hạn như đang đi vườn, rồi vô tình dẫm lên cái đầu của nó. Con ma nó đau quá, nó cắn á. Nghe thấy câu hỏi của hắn, thì cô lợi phá lên cười. Cô không nghĩ một thằng đàn ông to xác gần hết nửa cuộc đời người lại đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy. À, chuyện chuyện đấy dẫm vào đầu con ma khiến con ma nó đau thì không có. Nhưng mà con ma nó cắn thì có đấy. Hắn hấp tấp hỏi. Vậy, vậy là có hả à, cô? Rồi cái chỗ đó bị cắn có sao không cô? Cô lợi lắc đầu nói. Tôi chịu. Để tôi lên chùa hỏi thầy rồi trả lời cậu sau nhé hắn gật đầu lững thững đi vào trong nhà không biết rằng do bùa có tác dụng hay gì mà ngày hôm nay hắn ăn ngon ngủ ngon thậm chí hắn còn đi đái được hắn vui sướng lắm buột miệng nói ra một vài câu rồi lại hát vài câu hát quen thuộc hắn bới tô cơm đầy áp ăn vào miệng bà hạnh thấy con trai hôm nay vui vẻ cũng thấy mừng trong lòng hắn thấy bà hạnh thì hỏi bà đôi ba câu mẹ mẹ có biết chỗ làm của bố có cô lao công tin lợi không? Bà Hạnh suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Ờ, có. Mấy lần mẹ đến viện đưa cơm cho bố có thấy. Nhưng mà sao dọn này? Không thấy. Ờ, mà sao hả con? À, sáng nay cô ấy chở con về. Cô ấy nói cô ấy đến nhà mình chơi mấy lần. Bà Hạnh nghe thấy con trai nói thế thì thắc mắc. Cô lợi nào con? Cô lợi lao công hả? Bố con đúng là làm ở trong bệnh viện thật Nhưng mà làm trong nhà xác Ông ấy gần 30 năm rồi Có thấy chơi với đồng nghiệp nào đưa đến đây đâu Đến lễ Tết người ta còn chẳng dám đến vì sợ xui xẻo nữa là Là đến chơi Hắn chẳng quan tâm đến lời bà Hạnh nói Vì trong đầu hắn lúc này Chỉ muốn gặp cô Lợi Để cảm ơn cô vì lá bùa cô đã trò. Sau câu chuyện với bà Hạnh Thì hắn chuẩn bị đồ đạc đi làm Đêm đó đi làm hắn chẳng sợ hay chẳng gặp cái sự lạ nào. Còn đẩy cabin đi nhận xác, tận hai cái xác về tắm rửa đâu vào đấy. Hôm nay tâm trạng rất vui, hắn nằm trên giường chu mò thổi sáo, thì cô lợi xuất hiện. Cô ngồi tâm sự với hắn tỉ tê đủ thứ trên trời dưới đất, khiến hắn vui lắm. Hắn thấy lạ, lạ vì mới chính thức bắt đầu chuyện với cô lợi từ ngày hôm qua thôi, mà sao cô lợi lại đem đến cho hắn cái cảm giác tin tưởng quen thuộc như chi kỷ vậy nói chuyện với cô. Nhưng có lẽ mệt quá, hắn ngủ tiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng giật mình dậy, hắn định đi tìm cô nhưng lại không thấy đâu. Hắn nghĩ mới sáng sớm, chắc cô đang quanh quẩn ở góc nào đó lau dọn. Sáng nay ông Hạnh đến sớm hơn mọi ngày. Ông dặn hắn lên trên bệnh viện thay băng, nhưng hắn trả lời. Bác à, sĩ hẹn buổi tối. Thôi, để tối lên làm việc ké thay xong. Thì hắn ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng ông lấy làm lạ lắm nhưng trong lòng lại phấn khởi vui mừng ông nói với hắn ờ à, thôi về ngủ đi sau đêm mai là hết tuần rồi bố còn ta đổi ca hắn dạ vâng rất ngoan ngoãn rồi đi về gần về đến nhà hắn còn ghé vào quán phở đánh chén no say rồi mới về nằm ngủ ngon lành tối đó hắn đi làm trước khi ghé qua nhà xác để làm việc thì hắn ghé qua trên bệnh viện để thay băng theo lời bác sĩ dặn. Bác sĩ thông báo cho hắn tin mừng rằng của quý của hắn có dấu hiệu phục hồi tốt. Hắn nghĩ người nên biết tương vui này phải là cô lợi. Nghĩ thế hắn chạy thẳng đến phòng tạp vụ, hứng khởi ghé đầu vào bên trong gọi. Cô lợi ơi, cô lợi! Thấy có người gọi cô lợi thì một cô gái còn khá trẻ bước tới. Cô lợi nghỉ làm mấy tháng nay rồi anh ơi, Hắn hỏi lại một lần nữa Cô lợi ốm ốm cao cao Nói nhiều câu mà em Em có nhầm không Cô gái kia quả quyết Nhầm là nhầm thế nào ạ à? Ở chỗ chúng em Có mỗi một cô tên lợi cô ấy nghỉ rồi Nghe xong câu trả lời Hắn sùi bọt mép lăn đổng ra đất Khi tỉnh lại Hắn thấy đang nằm trong phòng cấp cứu Hắn tỉnh lại Các bác sĩ vây quanh hắn đồng lắm Người thì nhìn lắc đầu thương cảm người thì tò mò đứng chờ coi thái độ của hắn. Vị bác sĩ thay bằng cho hắn hồi nãy đi lại gần thông báo, về mặt hết sức bất ngờ. Cậu Huân, cậu Huân, tôi không hiểu sao mới cách đó 15 phút tôi thay băng cho cậu. Kết quả phục hồi rất tốt, mà 15 phút sau người ta đưa cậu vào đây. Cái đó của cậu... Tại hắn ong ong như ù đi, như là có vỏ vẽ đang chui vào bên trong, khiến hắn nghe câu được câu mất hắn dập phăng cái tờ giấy kết luận của bác sĩ, căng mắt ra đọc. Dường vật bị dụng bất thường. Tay hắn ôm ghì lấy đầu, vỗ thật mạnh vào hai bên thái dương vì có tiếng kêu o o đầy đau đớn. Hắn vùng vằng, đứng dậy đi ra khỏi cửa, nhưng bị cản lại, hắn quát lên. Quần áo tôi đâu? Khuy tá luống cuống, mở hộp tủ chạy lại đưa cho hắn. Trong cơn mềm màn đau đớn, hắn cho tay vào trong túi quần, lấy tấm bùa ra Tay hắn run rẩy xé lá bùa rồi đọc dòng chữ được viết bên trong. Để chết đi. Đọc xong, hắn lại liệm đi vì thuốc cây mê vẫn còn tác dụng. Đửa đêm có ai đó lay người hắn thật mạnh, khiến hắn thức giấc. Rồi ngồi thì thầm vào tay hắn. Bước đi. Bước đi nào. Hắn bước đi trong vô thức, nhưng hắn vẫn nhìn thấy bà Hạnh đang ngủ gục trên bàn. Hắn dùng hết sức giơ tay với lấy cái áo mà bà không với được. Quài đó, anh đẩy hắn bước đi. Tiềm thức hắn hoảng sợ, cố mở miệng gọi mẹ ơi cứu con, nhưng tiếng gọi trong tiềm thức ấy không đủ mạnh để đến theo của bà Hạnh. Hắn vẫn loạn choạng bước từng bước về phía nhà sắc. Trong đầu hắn lúc này, vẫn đầy dẫy hình ảnh của cô lợi biến thành con ma nữ tóc dài tên Nguyệt, rồi con ma nữ ấy lại biến thành cô lợi. Các cảnh hắn cưỡi lên sắc của Nguyệt thỏa mãn vùng vẫy đều hiện ra mờ mờ ảo ảo chồng chéo lên nhau những câu nói bà mị rằng rẽ trong đầu hắn. <laughs> Thằng ngu, làm sao tao biết nhà mày? Làm sao tao biết mày có ma nữ theo à? <laughs> Rồi cái giọng trong đầu hắn lại đổi hội thoại. Cây bồ đề chắc vẫn còn khỏe. Sợ sắc phải treo lủng lẳng trên đó bật gốc thằng ngu à. Chính mày Chính mày đã bắt thằng động cho mày đấy Những giọng nói ấy Khiến đầu quán đau như bố bò Giọng nói trong đầu lại hối thúc <laughs> Đi 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 Đến cây bồ đề đi Hắn nghe theo tiếng nói bên tai mà đi Qua nhà sắc Hắn bây giờ mới biết là 3 giờ sáng Bởi tai hắn nghe thấy tiếng chuông báo thức mà hắn đã cài đặt Nhưng chân tay hắn rũn ra Như có ai đang dùng Rồi kìm lấy hắn mà đưa đi vậy Ra đến góc bồ đề Nhìn thấy sợi dây thừng thòng lọng thắt nút Hắn trèo lên Trong đầu vào trong sợi dây Buồn thõng mình xuống Chết tốt vâng thưa quý vị câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc tác giả đào thị thảo thì cũng không còn xa lạ với kênh của chúng ta đúng không ạ tác giả đã có rất là nhiều bộ truyện hay đã gửi cho kênh của chúng ta phát trước đây nếu mọi người muốn nghe lại hoặc ai chưa nghe có thể tìm trong list danh sách những bộ truyện của tác giả đào thị thảo để nghe nhé và đó bộ truyện này nó nó mang một chút gì đấy mười tám cọc nhưng mà nó không quá chìm sâu vào trong cái 18 tám cọc đấy mà cái yếu tố ma mị kinh dị nó được đẩy lên nhiều hơn phải không hả mọi người Hằng cũng đã lấy rất là nhiều những bộ truyện mang hơi hướng 18 cộng nó nó sâu sắc nhưng mà hầu như những bộ truyện mà tác giả viết nó cũng sẽ có đan xem một chút cho nên nếu mà né tất cả thì không thể nào được như thế thì không còn bộ truyện nào để cho chúng ta đọc và nghe hết cho nên là trong bộ truyện vẫn có thì mong mọi người thông cảm nếu như mà nghe cảm thấy bị mất mất cái hứng thú khi nghe chuyện ma ấy, thì mọi người thông cảm với lại bên cạnh nhà hàng đang sửa nhà nhiều khi có tiếng âm thanh lạ lọt vào uhm, xin lỗi tất cả mọi người rất là nhiều bởi vì những âm thanh ấy bây giờ đêm nó về khuya chúc tất cả mọi người chúc các bạn anh chị cô dì chú bác ông bà có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp chúng ta hãy cùng hẹn gặp lại nhau vào lúc 21 giờ tối ngày mai trên kênh radio tâm linh